Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ 6 ngày 8 tháng 4 năm 2022 có những tin chính sau đây. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bình Xuyên lần thứ 6. Đảm bảo an toàn giao thông dịp giỗ tổ Hùng Vương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chủ trì buổi hội thảo. Dự hội thảo có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Để thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025, áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan nhà nước có liên quan trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định. Chính sách và hỗ trợ tập trung vào việc xây dựng đầu tư hạ tầng, nâng cấp giao thông, kết nối các khu điểm du lịch, đầu tư dự án xây dựng khách sạn, các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở vật chất kỹ thuật cho vườn cây ăn quả, vườn hoa sinh thái kết hợp với kinh doanh du lịch. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng Vĩnh Phúc đã có nhiều chính sách quan tâm đầu tư vào ngành du lịch dịch vụ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển du lịch Vĩnh Phúc vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Vì vậy, việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh là một việc làm cần thiết, tạo cú hích cho ngành du lịch của Vĩnh Phúc phát triển, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các đại biểu cũng đánh giá cao các chính sách trong dự thảo nghị quyết và đề nghị. Tôi mạnh dạn đề nghị cái này, các doanh nghiệp mà có điều kiện thì cũng nên ủng hộ, là chúng ta sẽ dành toàn bộ phần kinh phí mà tỉnh có được, dành được cho ngành du lịch để ủng hộ các đơn vị vừa và nhỏ. Các kinh phí mà để ủng hộ các đơn vị xây dựng 4 sao, 5 sao, chúng ta nên chuyển hướng về các đơn vị mà vừa và nhỏ kia. Như thế sẽ trúng và hiệu quả hơn. Bây giờ khó khăn thì tôi cũng mong rằng là hôm nay là có đồng chí chủ tịch tỉnh với lại các sở ngành đây tạo điều kiện tháo gỡ cho chúng tôi về mặt thủ tục pháp lý. Liên quan cái gì thì cũng đề nghị là chính quyền tạo điều kiện tháo gỡ cho chúng tôi, thì cũng mong rằng là chính quyền xây dựng một cái định hướng phát triển du lịch cầm tay chỉ việc. Người nông dân thì người ta rất tâm huyết, có thể người ta muốn làm, nhưng mà xuất phát điểm từ đâu và làm những cái gì thì chắc chắn là người nông dân không biết. Chúng ta biết là một số sản phẩm của tỉnh đã không đến được với lại du khách, không đến được với lại đồng bào trong tất cả các tỉnh trong nước, không đến với quốc tế, thì chúng ta phải đẩy mạnh trong và ngoài nước và chú trọng sử dụng công nghệ cho công tác quảng bá xúc tiến. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng thuận lợi để hỗ trợ phát triển như các anh vừa nói là những cái hỗ trợ về khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch. Chúng ta phải tổ chức các đoàn farm tour, trip tour, đưa các hãng lữ hành, những cái nhà chuyên mà làm du lịch để họ đến Vĩnh Phúc, họ khảo sát, họ đưa ra những sản phẩm để có thể bán và thu hút được khách trong và ngoài nước đến Vĩnh Phúc. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Duy Thành đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu và khẳng định Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến phát triển du lịch và đã quan tâm từ rất sớm. Vĩnh Phúc đánh giá du lịch là ngành quan trọng, không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế mà còn góp phần quảng bá, nâng tầm giá trị Vĩnh Phúc đến với khách du lịch trong và ngoài nước. Hiện nay, Vĩnh Phúc đã có chủ trương xây dựng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Vĩnh Phúc đang tập trung xây dựng môi trường du lịch xanh, thân thiện giữa người dân và du khách.
đồng thời quy hoạch các khu du lịch, khu sinh thái và xây dựng cơ chế chính sách mang tính đặc thù để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của du lịch Vĩnh Phúc. Toàn bộ cái diện tích 1.800 tỷ để đầu tư cái đường nối từ khu vực sân bay Nội Bài chạy ven chân núi Tam Đảo chạy lên đến Hồ Vân Trục. 1.800 tỷ là giai đoạn 1. Giai đoạn 2, cái phần từ Tây Thiên chạy đi lên đến Hồ Vân Trục nữa, cỡ khoảng độ gần 1.000 tỷ nữa. Cái đường đó chính là để phát triển, mở rộng cái không gian phát triển du lịch, để tạo ra một cái khu vực, một cái nguồn động lực mới, một cái động lực mới để cho Vĩnh Phúc chúng ta khai thác cái diện tích để phát triển du lịch. Quy hoạch tỉnh lần này sẽ là một trong những cái quy hoạch mang tính đột phá. Có thể là nó không được chi tiết hoặc là nó không cầu kỳ như là Lichens cây trước đây, nhưng nó là quy hoạch để tạo ra những cái nguồn lực mới để chúng ta có thể xoay chuyển, có thể tái cơ cấu lại và có thể là đổi mới cái mô hình tăng trưởng của Vĩnh Phúc trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải quan tâm đến việc quảng bá du lịch, tạo sản phẩm đặc trưng các vùng miền để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Vĩnh Phúc, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các cá nhân đầu tư và phát triển du lịch Vĩnh Phúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các nhà đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn một cách đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển du lịch của Vĩnh Phúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Duy Thành cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, doanh nghiệp, doanh nhân để bổ sung vào dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng nay, huyện Bình Xuyên tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2022. Đây là Đại hội Thể dục Thể thao điểm cấp huyện của tỉnh. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh; đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố. Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bình Xuyên lần thứ 6 có 10 môn thi đấu gồm điền kinh, chạy việt dã, bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ vua, cờ tướng với sự tham gia của gần 800 vận động viên đến từ 13 xã thị trấn và cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang. Đây là đại hội điểm để đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng, củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, đáp ứng nhu cầu luyện tập, vui chơi, giải trí và thi đấu thể dục thể thao cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao của huyện Bình Xuyên, đồng thời khẳng định thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, nhất là từ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 5, phong trào thể dục thể thao tại các địa phương trong tỉnh có nhiều chuyển biến cả về chất và lượng, diễn ra thường xuyên, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Để Đại hội Thể dục Thể thao huyện Bình Xuyên lần thứ 6 diễn ra thành công, đồng chí Vũ Việt Văn yêu cầu Ban tổ chức đại hội bám sát các nội dung trong kế hoạch Đại hội Thể dục Thể thao của tỉnh và hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức các nội dung thi đấu bảo đảm an toàn, hiệu quả, lựa chọn được những vận động viên có thành tích cao nhất tham gia thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian sắp tới. Đại hội Thể dục Thể thao là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề Bình Xuyên phát huy truyền thống, vững bước đi lên trên con đường đổi mới hội nhập và phát triển quê hương. Đại hội diễn ra từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 năm 2022. Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi Việt Nam quán triệt triển khai các nội dung nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát huy vai trò người cao tuổi do đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi đề ra. Trong đó, một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2026 là phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng với phong trào tuổi cao gương sáng, phát huy vai trò người cao tuổi trong khuyến học khuyến tài, nêu gương sáng trong gia đình và xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chương trình người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Cũng tại hội nghị,
Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phát động hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự đại hội 6 Hội Người cao tuổi Việt Nam, bày tỏ quyết tâm phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đóng vai trò quyết định đến tiến độ thi công, hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng các công trình dự án đầu tư công. Qua đó, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Thời gian qua, huyện Bình Xuyên tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công, nhất là các công trình dự án trọng điểm. Năm 2022, huyện Bình Xuyên được giao bồi thường, giải phóng mặt bằng 36 dự án đầu tư công với tổng diện tích gần 320 ha. Đến hết tháng 3 năm 2022, toàn huyện đã thực hiện được 157 ha. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên đã quyết liệt chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tích cực đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trong vùng dự án có đất phải thu hồi về lợi ích dự án, nhất là nghị quyết số 01 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp đặc thù để bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Qua đó, nâng cao nhận thức cho người dân có đất trong vùng dự án, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm mới cho người dân trên địa bàn. Cái chính là cái mà các cấp từ huyện đến xã và đến thôn để tuyên truyền nói được cho công dân biết được chế độ chính sách của nhà nước, cái gì được và cái gì không được. Do vậy là nhân dân hiểu được thì là nhân dân nhiệt tình kê khai kiểm đếm và nhận tiền bồi thường mặt bằng. Công tác vận động nhân dân được huyện Bình Xuyên đặt lên hàng đầu. Công tác dân vận thành công quyết định nhiều đến tiến độ, chất lượng dự án. Quá trình vận động, huyện quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể là nòng cốt trong quá trình vận động nhân dân ủng hộ chủ trương giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của huyện. Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 10 tháng 3 âm lịch năm nay là ngày 10 tháng 4, rơi vào Chủ nhật, nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp. Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Cùng với mở cửa hoàn toàn du lịch, dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay dự báo sẽ có đông đảo nhân dân, du khách về với các khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch của Vĩnh Phúc. Và để phục vụ nhân dân an vui, an toàn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Do có tuyến quốc lộ 2 chạy qua nên dự báo lượng người và phương tiện lưu thông qua địa bàn tỉnh dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm 2022 sẽ tăng cao. Để thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của du khách thập phương, lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố Phúc Yên đã khảo sát, chủ động có phương án điều tiết phân luồng giao thông hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại các tuyến, địa bàn có nguy cơ tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông cao. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Phúc Yên, chỉ huy đội cảnh sát giao thông, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Phúc Yên túc trực 100% quân số, đảm bảo việc tuần tra lưu động cũng như là tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên các tuyến đường như tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tuyến đường vào khu vực Hồ Đại Lải và những tuyến đường là rất nhiều các phương tiện, rất nhiều người dân tham quan du lịch ở đấy, để ngăn chặn những hành vi vi phạm giao thông cũng như là ngăn chặn những hành vi vi phạm để gây nên là tai nạn giao thông, ví dụ như là sử dụng nồng độ cồn, hay là chạy quá tốc quy định và những lỗi vi phạm và hành vi khác. Cùng với việc tuần tra kiểm soát tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, không để ùn tắc giao thông cũng như hạn chế những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các địa bàn có các khu du lịch nổi tiếng. Ở những cái đoạn đường cong cua nguy hiểm, chúng tôi thường bố trí 1 đến 2 cán bộ chiến sĩ, trong đó có một cán bộ chiến sĩ là cảnh sát giao thông để hướng dẫn phân luồng và đảm bảo về trật tự an toàn giao thông ở trong cái khu vực, trong cái đoạn đường được phụ trách. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi cũng tập trung vào đấy, lực lượng chính để mà phòng chống, hạn chế số đối tượng là nam nữ thanh niên đang trong cái độ tuổi là không gương không mũ, lạng lách đánh võng và đua xe trên tuyến, rất gây nguy hiểm cho bản thân người tham gia giao thông đó.
Bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, thì mỗi người dân khi tham gia giao thông trong dịp này cũng cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho mình và những người. Năm 2022, xã Xuân Lôi được huyện Lập Thạch lựa chọn là một trong 4 xã về đích nông thôn mới nâng cao. Để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân xã Xuân Lôi đang nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc, nên sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Xuân Lôi tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Minh chứng rõ nhất thể hiện thành quả công cuộc xây dựng nông thôn mới tại Xuân Lôi là diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc với cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, khang trang, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Từ năm cuối năm 2021 và đầu năm nay thì chúng tôi cũng đã xây dựng được 11 cái cổng làng trên 12 thôn. Và đến nay thì chúng tôi đã giải phóng được 11 trên 12 thôn, toàn bộ cái hành lang giao thông, đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm sạch đẹp. Và đã trồng được trên 2.000 cây xanh, cây hoa. Và riêng cây hoa trên là các trục đường thì chúng tôi cũng đã trồng được hơn 5 km. Và đến nay có thể nói rằng là nhân dân rất là phấn khởi, khí thế. Bên cạnh đó thì bám vào các chương trình công tác của các đoàn thể cấp trên như là đường hoa phụ nữ, như là cựu chiến binh tự quản về môi trường, như là cái chương trình xanh sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp của phụ nữ. Chúng tôi phân công nhiệm vụ để thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao. Hiện nay toàn xã Xuân Lôi đã cứng hóa được hơn 18 km đường giao thông trục xã, 16 km đường giao thông trục thôn, hơn 8 km đường giao thông ngõ xóm và 6,5 km đường giao thông nội đồng. 12 trên 12 thôn có nhà văn hóa với sân thể thao đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giải trí của nhân dân. Đặc biệt, điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Xuân Lôi là các thôn đã xây dựng được cổng làng với kinh phí hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, góp phần tô điểm cho bức tranh nông thôn mới của địa phương thêm rạng rỡ. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở đường. Tiếp làm đường này người ta mở ra, nhà nước có đầu tư thì chúng tôi phải hiến đất, thế thật. Chứ đất chúng tôi chết thì chả mang đi được. Thôi thì hiến đi để làm cái đường khang trang này. Thì đi chúng tôi đi về chúng tôi phấn khởi. Cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước, cảm ơn chính quyền, cảm ơn tất cả các ban lãnh đạo quan tâm đến chúng tôi. Thì chúng tôi hiến thì đất nhỏ chả là gì. Xã Xuân Lôi phấn đấu đến cuối năm 2022, 100% đường trục thôn, ngõ xóm, giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa. 80% đường trục xã, trục thôn trong khu dân cư, đường ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng. Vào thời điểm này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đang tích cực chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, chi bộ, thôn dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, có sức trẻ, sáng tạo, với lực lượng đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Sông Lô đã phát huy sức trẻ, tình nguyện tham gia nhiều phần việc, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, đoàn viên thanh niên của huyện đã tham gia nhiều phần việc tiêu biểu, góp phần xây dựng quê hương ngày một đổi mới. Phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động địa phương đang được nhiều thanh niên trên địa bàn huyện Sông Lô tham gia. Các tổ chức đoàn cơ sở cũng đã tạo điều kiện thuận lợi như về vốn, khoa học kỹ thuật, giúp đoàn viên mạnh dạn hơn khi lựa chọn các mô hình kinh tế. Theo cái địa hình nhà tôi thì tôi thấy cái con gà này là nó cũng dễ nuôi, mà hai nữa là đảm bảo thiết yếu cho bà con thì là tôi nuôi. Thì còn và tôi cũng hướng đến cho mọi người ở đây là gà sạch, gà tháng, không có như là các nuôi công nghiệp. Được đoàn xã tạo điều kiện cho vay số vốn ban đầu là 60 triệu. Từ đó đại lý
chúng tôi đã phát triển lên, và đến 2015 chúng tôi đã phát triển thêm một cửa hàng thiết bị điện và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 8 công nhân, và mỗi công nhân thu nhập khoảng 8 đến 9 triệu một tháng. Không những vậy, với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, đoàn viên thanh niên trong huyện luôn sáng tạo đổi mới các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội như hoạt động thu gom rác thải, trồng cây xanh, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tham gia ngày Chủ nhật xanh thì em cảm thấy đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, vừa góp phần tri ân những anh hùng liệt sĩ, đồng thời cũng góp phần bảo vệ, làm sạch cảnh quan môi trường và thiên nhiên. Ngoài hoạt động này ra, em cũng tham gia một vài hoạt động của Đoàn Thanh niên xã Tân Lập phát động, như là hỗ trợ tiêm vaccine cũng như là test COVID cho người dân trên địa bàn xã để mang lại nhiều ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng. Nhiệt huyết, xung kích, lực lượng đoàn viên thanh niên đã trở thành những cánh tay đắc lực, nối những nhịp cầu hỗ trợ người dân, giúp việc cho địa phương thiết thực xây dựng nông thôn đổi mới, phát triển. Đoàn thanh niên thực sự là phải khẳng định là cánh tay đắc lực của Đảng, cầu nối giữa phát triển kinh tế xã hội của thị trấn từ những cái mô hình của đoàn thanh niên cho đến coi là gia đình đoàn thanh niên, làm tốt cái công tác coi là tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên, triển khai có bài bản, hiệu quả. Thế do vậy thị trấn Tam Sơn là những năm gần đây cái tệ nạn xã hội và đặc biệt là những thanh thiếu niên là giảm hẳn mà không có. Những việc làm ý nghĩa thiết thực của đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong huyện đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo hình ảnh đẹp đối với mỗi người dân địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương, tạo môi trường để các bạn trẻ có điều kiện rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.